Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 21 tháng 2 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đoàn công tác Văn phòng Trung ương Đảng làm việc tại Hưng Yên. Lễ ký kết thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh sữa Âu Việt. Huyện Phù Cừ đưa vào gieo cấy nhiều giống lúa mới chất lượng cao. Nhiều hội viên nông dân xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi tích cực hiến đất làm đường. Bệnh viện Đa khoa Phố Nối cấp cứu thành công sản phụ nguy kịch. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đoàn công tác Văn phòng Trung ương Đảng do đồng chí Hoàng Công Hoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Thường trực, Trưởng ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Văn phòng Trung ương Đảng làm trưởng đoàn đã về làm việc tại tỉnh ta. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ngành hữu quan. Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên phát biểu chào mừng và cảm ơn sự quan tâm của đoàn công tác đối với tỉnh Hưng Yên, đồng thời báo cáo tóm tắt với đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế xã hội và xây dựng đảng của tỉnh trong năm 2018. Đây là năm thứ hai tỉnh Hưng Yên thực hiện tự cân đối thu chi ngân sách và có phần điều tiết về trung ương. Toàn tỉnh thu ngân sách đạt 13.168 tỷ đồng, tốc độ phát triển kinh tế tăng 9,64%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực tăng nhanh tỷ trọng khu vực công nghiệp và dịch vụ. Hiện Hưng Yên đã có 117 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 81%, bình quân đạt 18,4% tiêu chí một xã, tỷ lệ hộ nghèo giảm, đời sống các tầng lớp nhân dân ngày càng được nâng cao. Lĩnh vực văn hóa xã hội được đầu tư chăm lo và phát triển ổn định. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong công tác cán bộ tỉnh Hưng Yên đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo và bồi dưỡng quy hoạch cán bộ nữ, nhất là việc cơ cấu, nâng cao tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, tham gia hội đồng nhân dân các cấp, đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo chính quyền, gắn yêu cầu đào tạo với chức danh quy hoạch, góp phần nâng cao năng lực tổ chức, thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ nữ, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh đã báo cáo với đoàn công tác về những kết quả hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ Hưng Yên năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019. Về triển khai thực hiện luật bình đẳng giới, các chương trình bình đẳng giới và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ trong việc lồng ghép thực hiện hiệu quả trong các hoạt động phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Các chương trình như giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ phụ nữ học nghề, giới thiệu việc làm đã góp phần quan trọng thúc đẩy và hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu của chương trình bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ Hưng Yên trong thời gian qua. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Công Hoàn đánh giá cao những kết quả mà Hưng Yên đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, nhất là những nỗ lực của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ trong việc thực hiện công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh. Đồng chí đề nghị thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo các địa phương có những giải pháp cụ thể hơn nữa trong phát triển kinh tế xã hội nói chung và công tác bình đẳng giới, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới nói riêng để Hưng Yên ngày càng phát triển giàu mạnh. Trước đó, đoàn công tác Văn phòng Trung ương Đảng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tổ chức dâng hương Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Trung tướng Nguyễn Bình tại nhà tưởng niệm Trung tướng Nguyễn Bình ở xã Say Phạm, huyện Yên Mỹ. Sáng nay tại nhà máy lắp ráp và sản xuất ô tô của liên doanh MAZ Asia đã diễn ra lễ ký kết giữa Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Chế biến thực phẩm Âu Việt với nhà máy sản xuất sữa Minsk số 1 Belarus về việc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh sữa Âu Việt. Dự và chứng kiến lễ ký kết có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, ngài Kosin Vladimir Anatolievich, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Belarus tại Việt Nam. Công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh sữa Âu Việt dự kiến triển khai xây dựng vào cuối quý 2 năm 2019 và hoàn thành đi vào hoạt động giữa năm 2020. Công ty được xây dựng trên quy mô diện tích 3,8 ha, tổng mức đầu tư 10 triệu đô la Mỹ trên địa bàn huyện Kim Động, sản xuất theo dây chuyền hiện đại của Italia. Giai đoạn đầu hoạt động, công suất dự kiến của nhà máy khoảng 36.000 tấn một năm, nguyên liệu phục vụ sản xuất được nhập khẩu từ Belarus. Thành phẩm chủ yếu là các sản phẩm từ sữa và sữa phục vụ thị trường Việt Nam.
Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh rất vui mừng khi lễ ký kết được diễn ra nhanh chóng, thuận lợi. Đây cũng là kết quả của việc ký kết các hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Belarus. Đồng chí mong muốn công ty sớm được triển khai xây dựng và đi vào hoạt động để mang sữa, những sản phẩm từ sữa chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu người dân trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao thể lực và tầm vóc người dân trên địa bàn. Trong đó, hàng năm tỉnh đã dành một phần ngân sách để thực hiện chương trình sữa học đường. Vì vậy, việc công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh sữa Âu Việt đi vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao chất lượng, nhu cầu sử dụng các sản phẩm từ sữa của người dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Chiều ngày 20 tháng 2, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành lao động thương binh và xã hội tỉnh đã đạt được trong năm 2018. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu năm 2019, ngành lao động thương binh và xã hội tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó, tập trung phát triển thị trường lao động, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho người lao động, đặc biệt lao động có trình độ chuyên môn cao để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về lao động cho người lao động và người sử dụng lao động, rà soát tốt việc chi trả chế độ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp đơn vị để đảm bảo quyền lợi của người lao động trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về thực hiện chương trình chính sách giảm nghèo, thực hiện tốt công tác chăm sóc đối tượng người có công, gia đình chính sách, đặc biệt là giải quyết những tồn đọng về chính sách, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, phối hợp với các ngành địa phương thực hiện tốt công tác lao động, người có công và xã hội. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có công văn số 346 về việc tập trung chỉ đạo đồng bộ quyết liệt các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mỹ, nội dung như sau. Bệnh dịch tả lợn châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra, hiện không có vaccine phòng bệnh và tỷ lệ chết cao lên tới 100%. Theo thông tin từ Tổ chức Thú y Thế giới, tính từ năm 2017 đến ngày 31 tháng 1 năm 2019, đã có 20 quốc gia báo cáo có dịch tả lợn châu Phi và đã tiêu hủy trên 1,08 triệu con. Tại Trung Quốc, hiện có 104 ổ dịch tại 25 tỉnh và đã tiêu hủy trên 950.000 con lợn. Trên địa bàn tỉnh, trong thời gian qua, một số đàn lợn trên địa bàn thành phố Hưng Yên và huyện Yên Mỹ qua kiểm tra lâm sàng và mổ khám có biểu hiện nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi và đã tổ chức tiêu hủy lợn tại 10 hộ của hai xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên và Yên Hòa, huyện Yên Mỹ với tổng số tiêu hủy 450 con. Để tổ chức triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp dập dịch theo quy định, đảm bảo nhanh chóng, khống chế, dập tắt dịch, không để lây lan diện rộng, giảm tối đa thiệt hại kinh tế cho người chăn nuôi, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên và huyện Yên Mỹ đã công bố dịch tại xã Trung Nghĩa và xã Yên Hòa, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau. Tổ chức chống dịch theo quyết định số 4.527 ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn châu Phi. Thực hiện nghiêm công văn số 315 ngày 19 tháng 2 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh động vật. Đối với chăn nuôi trang trại số lượng lớn, có nhiều dãy chuồng riêng biệt thì tiêu hủy toàn bộ lợn trong chuồng, dãy chuồng có lợn bệnh. Các dãy chuồng còn lại áp dụng các biện pháp an toàn sinh học và lấy mẫu giám sát định kỳ. Nếu phát hiện dương tính hoặc xét thấy có nguy cơ lây nhiễm cao thì tiêu hủy hoàn toàn trang trại. Thành lập các chốt kiểm soát vận chuyển lợn và các sản phẩm lợn và thực hiện việc vệ sinh khử trùng tiêu độc cho các phương tiện đi từ vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp và vùng đệm ra bên ngoài. Đối với xã có dịch, nghiêm cấm việc vận chuyển lợn và các sản phẩm lợn ra vào vùng dịch, lợn trưởng thành hoặc trong trường hợp chủ cơ sở nuôi lợn có nhu cầu giết mổ lợn thì được phép giết mổ lợn dưới sự giám sát của cán bộ thú y và chính quyền địa phương với điều kiện kết quả xét nghiệm âm tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi. Tổ chức kiểm soát không để lợn và sản phẩm lợn được vận chuyển ra khỏi vùng bị dịch uy hiếp và vùng đệm, không vận chuyển lợn con, lợn giống
từ bên ngoài vào trong vùng đệm, vùng bị dịch uy hiếp. Tổ chức kiểm soát việc giết mổ lợn, tiêu thụ thịt lợn, sản phẩm thịt lợn trong phạm vi vùng bị dịch uy hiếp và vùng đệm tại cơ sở, điểm giết mổ lợn dưới sự giám sát của cán bộ thú y và chính quyền địa phương. Hỗ trợ kinh phí cho người chăn nuôi lợn buộc phải tiêu hủy theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 9 tháng 1 năm 2017 của Chính phủ về cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Quyết định số 653 ngày 7 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Hướng dẫn số 64 ngày 24 tháng 5 năm 2012 của Liên ngành Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn cơ chế chi hỗ trợ phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, tổ chức triển khai công tác khử trùng tiêu độc, lấy mẫu, tuyên truyền công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn. Yêu cầu Ủy ban Nhân dân, lực lượng thú y các phường, xã, thị trấn và các tổ chức chăn nuôi có liên quan của địa phương kiểm tra giám sát chủ vật nuôi, chủ cơ sở chăn nuôi thực hiện cách ly động vật ốm, mắc bệnh để theo dõi, thống kê số lượng từng loại lợn đối với từng hộ chăn nuôi, phối hợp với chi cục thú y tỉnh lấy mẫu bệnh phẩm, bố trí kinh phí mua vôi bột, hóa chất khử trùng tiêu độc, vật tư chống dịch và các chi phí khác phục vụ cho công tác chống dịch theo quy định. Báo cáo tình hình dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi trước 14 giờ hàng ngày về Ủy ban Nhân dân tỉnh qua Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên và huyện Yên Mỹ tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Minh Quang. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh chủ trì hội nghị công bố quyết định thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh và triển khai chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi. Bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại 10 hộ thuộc hai thôn của hai xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên và xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ với tổng số lợn tiêu hủy gần 37 tấn. Sau khi triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh đến nay tại xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ, tình hình dịch bệnh trên đàn lợn tạm ổn định. Ở xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên đã 20 ngày chưa phát sinh thêm lợn ốm. Các xã giáp danh với vùng dịch chưa phát hiện lợn nghi mắc bệnh. Bệnh dịch tả lợn châu Phi không lây lan sang người. Tuy nhiên, dịch bệnh diễn biến có chiều hướng tiếp tục lây lan do nhiều yếu tố như con người, buôn bán vận chuyển, tiêu thụ lợn, đặc biệt là hiện chưa có thuốc và vaccine phòng. Nhằm khống chế và ngăn chặn không để dịch bệnh phát sinh và lây lan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các thành viên trong ban chỉ đạo thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, ngành nông nghiệp, ngành thú y cần khẩn trương xây dựng kế hoạch, phương án, tình huống diễn biến của bệnh dịch để có biện pháp ứng phó kịp thời. Các địa phương, các ngành liên quan phải thành lập chốt kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn ở vùng dịch, vùng lân cận và báo cáo thường xuyên kết quả với ban chỉ đạo. Phát hiện lợn mắc bệnh ở trang trại nào phải tổ chức tiêu hủy ngay tại trang trại đó. Chỉ khi không có điểm chôn lấp mới chuyển đến chôn lấp ở hố chôn tập trung. Các hộ chăn nuôi, hộ giết mổ phải ký cam kết không bán tháo lợn và báo cáo ngay với chính quyền địa phương khi phát hiện lợn ốm, chết. Đồng chí Nguyễn Minh Quang yêu cầu lực lượng công an, quản lý thị trường tỉnh cần vào cuộc điều tra, tăng cường kiểm tra đầu ra đầu vào tất cả các hộ chăn nuôi có lợn mắc dịch tại xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ và xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên để xác định rõ nguyên nhân gây bệnh, không để phát sinh thêm và lây lan ra diện rộng. Sớm triển khai đồng loạt việc tiêu độc khử trùng trên địa bàn toàn tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm như giấu dịch, vận chuyển, mua bán lợn ốm chết. Huyện Yên Mỹ đang triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch tả lợn châu Phi tại nơi phát hiện ổ dịch ở thôn Khóa Nhu 2, xã Yên Hòa với phương châm 4 tại chỗ. Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ nhằm nhanh chóng dập dịch không để lây lan ra diện rộng. Đến nay, huyện Yên Mỹ đã phát hiện lợn bị bệnh tại 9 trên tổng số 105 hộ gia đình chăn nuôi lợn ở thôn Khóa Nhung 2, xã Yên Hòa với tổng số lợn tiêu hủy là 370 con. Để dập dịch, huyện đã triển khai lực lượng chức năng phun thuốc khử trùng tiêu độc trên diện tích 20.000 m2, sắc 7 tấn vôi bột tại khu vực chuồng trại chăn nuôi và nơi tiêu hủy lợn mắc bệnh. Ngoài ra tiến hành lập 4 điểm chốt kiểm dịch tại nơi tiếp giáp giữa xã Yên Hòa với các địa phương khác trong huyện để tránh việc vận chuyển lợn ốm ra khỏi vùng dịch. Thông qua hệ thống loa truyền thanh từ huyện tới cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền vận động các hộ chăn nuôi ký cam kết không bán chạy, giết mổ, tiêu thụ sản phẩm lợn bệnh và vứt xác lợn chết ra ngoài môi trường,
đồng thời cách ly đàn lợn khỏe mạnh, sử dụng các biện pháp chăm sóc, bảo vệ nhằm tránh lây nhiễm bệnh từ vùng dịch xã Yên Hòa sang các xã lân cận là Yên Phú, Việt Cường, Minh Châu và các xã trong vùng đệm là Đồng Than, Thanh Long, Hoàn Long, Trung Hưng và Lý Thường Kiệt. Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Phố Nối vừa cứu sống thành công sản phụ bị băng huyết sau sinh rất nặng, tiên lượng tử vong cao. Bệnh nhân Trịnh Thị Hương, 36 tuổi, chuyển đến từ Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ trong tình trạng nguy kịch với các biểu hiện như huyết áp không đo được, da xanh, niêm mạc nhợt, trạng thái lơ mơ. Bệnh nhân được chẩn đoán băng huyết trụy mạch, bệnh nhân được chuyển ngay vào phòng mổ. Các bác sĩ đã quyết định mổ cấp cứu, cắt tử cung toàn phần. Trong quá trình mổ, bệnh nhân được chuyển đơn vị hồng cầu khối, đơn vị huyết tương tươi đông lạnh. Sau phẫu thuật, bệnh nhân qua cơn nguy kịch và ổn định, đang dần hồi phục. Thưa quý vị và các bạn, ở xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, đảng viên Nguyễn Đức Bạch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tam Đa, được người dân ngợi khen vì sự nhiệt tình, trách nhiệm với công việc chung và gương mẫu đi đầu trong phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Đầu năm 2018, khi huyện Phù Cừ đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường huyện 64, đoạn qua xã Tam Đa có chiều dài gần 5 km, tiếp giáp với 465 hộ dân trên địa bàn xã. Đảng viên Nguyễn Đức Bạch đã tiên phong tự nguyện phá dỡ 3 gian nhà ngang và 4 chuồng chăn nuôi với tổng diện tích là 72m2 và hiến hơn 90m2 đất thổ cư với tổng giá trị tài sản trên đất trên 100 triệu đồng. Từ sự gương mẫu và khéo léo trong công tác dân vận của ông Bạch, các hộ đã tự nguyện hiến hơn 3.000 m2 đất thổ cư, phá dỡ nhiều tài sản trên đất để tuyến đường hoàn thành đúng tiến độ. Với tư cách là đảng viên cũng là những người là thực hiện cái công tác phong trào vận động nhân dân thực hiện làm theo lời Bác, nên đối với gia đình chúng tôi là những nhà ở mé đường, nên là với lòng mong muốn cũng muốn là cái con đường nó to đẹp hơn. Hai nữa là cũng xuất phát với cái tinh thần trách nhiệm là một người đảng viên, là một người cán bộ nên là đi đầu trong mọi cái công tác vận động, nên gia đình chúng tôi đã vận động vợ con đã hiến đất đóng góp làm đường. Trong vai trò là Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tam Đa, ông Bạch cũng luôn khéo léo vận động nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, hoàn thành tốt các phong trào thi đua của địa phương. Đối với đồng chí Nguyễn Đức Bạch thì chúng tôi thấy đây là một tấm gương sáng để các đồng chí cán bộ đảng viên cũng như nhân dân noi theo. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì đồng chí cũng luôn mẫu mực, gương mẫu đi đầu, đồng thời là rất là tích cực trong mọi lĩnh vực và thực hiện tốt cái vai trò trách nhiệm của người cán bộ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng địa phương trong giai đoạn vừa qua. Ghi nhận những đóng góp của đảng viên Nguyễn Đức Bạch, vừa qua Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cừ đã tặng ông giấy khen vì có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, bản thân ông được nhân dân địa phương tin yêu. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, vụ lúa xuân năm nay, huyện Phù Cừ đưa vào gieo cấy nhiều giống lúa mới chất lượng cao, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Tổng diện tích gieo cấy toàn huyện là trên 4.100 ha. Các giống lúa chủ lực là Thiên Yêu 8, Sơn Lâm 1, cơ cấu lúa chất lượng cao chiếm trên 70% diện tích. Năm nay, huyện đưa vào gieo cấy nhiều giống lúa mới, triển vọng cho năng suất và chất lượng cao vượt trội so với các giống lúa truyền thống như Đài Thơm, Bắc Thơm số 9, TBR225. Cùng với đó, huyện xây dựng được 10 mô hình cánh đồng mẫu lớn thuận tiện cho áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất. Đến nay, các xã của huyện Phù Cừ đã cơ bản hoàn thành gieo cấy, bà con đang tập trung chăm sóc, tăng cường diệt chuột, bảo vệ các diện tích lúa mới cấy. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi, nhiều hội viên nông dân đã tự nguyện hiến đất mở rộng đường giao thông. Để đạt được kết quả này là do hội nông dân xã thường xuyên phối hợp với các chi hội, tăng cường công tác tuyên truyền với mục đích để hội viên hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm và lợi ích của người dân trong việc hiến đất mở rộng đường giao thông. Ban chấp hành hội giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cho từng cá nhân, tập thể lãnh đạo và đưa ra cách làm, giải pháp cụ thể cho từng trường hợp. Nhờ đó nhiều hội viên từ chỗ chưa đồng thuận, nay đã hiểu, đồng thuận hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Khách của chúng tôi là những cái hội viên tiêu biểu nhất, và chúng tôi là dễ là làm trước và khó là làm sau. Thế từ đó thì mọi người là sẽ học theo cái những gương điển hình. Tháng 10 năm 2016,
xã Nguyễn Trãi hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tính riêng tiêu chí giao thông, hội viên nông dân đã hiến đất làm giao thông nội đồng trên 4.100 m2, hiến đất thổ cư để xây dựng đường thôn xóm là 450 m2. Không dừng lại ở đó, từ đầu năm đến nay, có 52 gia đình hội viên nông dân tiếp tục tự nguyện hiến 600 m2 với tổng giá trị hơn 400 triệu đồng để mở rộng hai tuyến giao thông thôn xóm có bề mặt đường rộng 4 m. Gia đình chúng tôi cũng hiến đất một chiều là 70 phân, một chiều là 50 phân. Nói chung là đất thì cũng không quan trọng, nhưng vì tài sản nhà tôi đập đi khoảng 40-50 triệu. Nhưng mà thôi, tất cả vì con em chúng ta. Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Hội Nông dân xã Nguyễn Trãi tiếp tục vận động tuyên truyền hội viên nông dân tích cực chủ động tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó trọng tâm vào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị kinh tế trên diện tích canh tác. Tích cực hiến đất làm đường giao thông nông thôn, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan xanh, sạch đẹp. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Hiệu quả bước đầu của các ban quản lý dự án tại các huyện. Quyết định 370 về vay ưu đãi nhà ở xã hội giúp nhiều hộ gia đình sở hữu nhà ở. Thầy giáo Nguyễn Văn Hạnh, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Đỉnh Cao, nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện. Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.